không? Rồi cá ngát. Cá ngát, cá ngát, cá ngát bự. Cá nửa ký. Còn kem không? Đã chắc luôn mà biết bự hay nhỏ. Cá ngát. Cá ngát như con hồi nãy nè. Rồi. Mến chào anh chị em nha. Hôm nay mình đi đánh câu chơi. Giờ bây giờ là lúc 7 giờ sáng nha anh chị. Hôm nay anh Sáu đánh câu, mình đi theo anh chơi. Mấy cây có cá rồi mình quay cho anh chị xem. Anh Sáu của mình đang kéo cái đầu neo lên nè. Lưỡi câu đầu tiên luôn. Trời sáng anh chị, mặt trời giờ thấy sáng trần chói. Câu mình nó bê tái game luôn. Này anh Sáu mình đang kéo mấy lưỡi đầu tiên nha anh chị á. Mới còn luôn. Cá bự nó quằn quằn ở dưới đó, đó cá út. Còn mồi nó còn hy vọng. Chạy quá trớn luôn mà không có thể nhìn ra hết. Chị ơi, chạy qua mép bên đây thăm đấu lại anh chị. Là dính gốc và dính cười. Nó không dính liền. Nghe đây gần dữ lắm. Em thấy gần. Hả? Gần không? Ôi, để bứt câu rồi. Bây giờ mình quay đó lại cái đầu kia anh chị ơi. Nãy giống cái gốc nó bứt cái đường câu rồi. Ngay đây có cá sủ nè. Thảm em dính được con ký mấy vậy. Ờ còn sống nè. Tép còn sống. Rin luôn.
đó nó gần dưới ngay gạch ngay đây bê ghê ha. Dưới biển anh chị ơi, ở đây cá nhỏ không bằng dưới biển, mình có thể có cá lớn, cá bông lau lớn, còn dưới biển thì cá nhỏ nhiều mà không có cá lớn. Trời ơi, nãy quýnh ngay game luôn mà trôi lên đây vậy trời, nãy quýnh bờ thấy chạy chứ không nói ủa sao quýnh gần thì dây dữ. Sạch mồi luôn anh sao ơi. Hả? Cần vậy mà nó còn lên đây. Ừ. Phải sạch mồi luôn đó. Không. Rồi cá ngát bự. Ôi. Cá nửa ký. Ok mốt. Chạy dữ không? Không, kéo lên cái tàu lá lên thì cá nó ló đầu lên anh chạy luôn chứ anh không có biết cá chứ không. Con ở trên kia thì nó nổ trâu mà kéo vô thì giật luôn chứ nó không chạy luôn. Có cá nhỏ chạy được mấy cá. Cá nhỏ được một ký không sao? Đừng còn cá dứa nữa chứ. Còn cá dứa ngon quá ha. Cá dứa nó là ngon cực kỳ, cá mù lao không bằng nó. Cái thòi móc thòi lòi đâu nó còn ăn. Chỉ nó ăn thòi lòi. Sao mình nói giống dính cá anh chị ơi, vẫn còn sao nghe nhúc nhích còn sao hả? Nghe nhúc nhích gì không? Cá nhỏ, cá nhỏ hả? Anh sao mình nói là dính cá nghe, không biết bự hay nhỏ nghe anh chị. Cá chị ơi, cá chắc luôn mà không biết bự hay nhỏ. Cá ngát, ngát như con hồi nãy nè. Ôi. Hai con cỡ luôn á trời. Con nãy nuốt lút rồi. Hai con cỡ luôn anh chị.
lộn lao á. Anh nói coi ưng quá ha. Mấy con ốc gì vậy? Mấy lù đù. Bữa đó quýnh xuống dưới nước nó kỳ quá nên nó đâu ấy, nước dòng mới quýnh. Đã đại. Tới góc hồi nãy rồi nè. Tới đây hết câu ạ. Đó này nhìn hình quýnh nó hơi trật, nó không dính. Hoặc là khi nó móc cái lưỡi nó chịu, còn nay nó máng viền. Rồi, hết câu rồi anh chị ơi. Rồi. Có hai con cá nhét anh chị. Con này anh Sáu mua bé gai nè. Anh Sáu mua bé gai đó. Chị đã xem video của mình. Rồi, để anh chào anh chị nha.